chào cả nhà. Nhà Dịch xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, rất vui vừa được gặp lại cả nhà mình. Ngày hôm nay anh Mít sẽ nấu đồ ăn đó ông bà cô chú anh chị ơi. Lít lít chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Quay trở lại. Với gì? Với điện sắm thì điện. Cuộc sống thì điện. Chào bà cô chú. Giỏi quá, nếu ăn cái gì mà cái miệng dính như con mèo vậy. Lít này tâm hồn ăn uống, lúc gặp Lít lúc nào Lít cũng ăn hết trơn á. Lít về tới nhà là giống như là Lít bị bỏ đói ở trong trường vậy con. Ăn đào. Ăn đào. Thôi tới giờ ăn cơm rồi, mình ăn cơm đi rồi mình ăn đào sao nha. Và lo gọi được phải gù mót đi đó. Ăn lận gỏi con. Hôm nay anh mất anh trổ tài làm gỏi cuốn á cả nhà. Lâu lắm rồi không có ăn mấy cái cuốn, mấy cái rau thơm ở trong vườn á. Nó mọc tươi tốt quá chừng luôn rồi. Năm nay là ngày đầu tiên là ăn cái rau trong vườn tự trồng. Penguin Vesca của con hả? Cái con chim cánh cụt của con, mẹ đâu có biết đâu, con luyện ở đâu rồi? Con luyện ở đâu rồi, con kêu mẹ. Đi kiếm đi, Lít đi kiếm đi. Lít đi kiếm đi. Thôi, không kéo mày đi, mẹ đứng cái này để mày coi coi ba nấu đồ ăn. Ông mà cô chú xem con penguin, con chim cánh cụt của con á hả? Dạ. À, hôm nay đi ngày hôm qua đi vô trong IKEA mua đồ rồi xong rồi cái Lít đòi mua cái con đó, cái ba mua cho luôn. Cái đó là cái gì con đưa cho ông bà cô chú xem lại coi, con mở lên. À, là đi đâu chơi á là lấy cái này để vô trong cái mặt con mắt để ngủ, còn cái cục này sao giống như là cái gối để lót đầu vậy đó. Rồi xong rồi ngủ xong vậy rồi là ôm giống như con gấu bông. Lít đi với mẹ đi ra vườn hái rau không? Kêu đi blogger kêu lên sót kìa. Dạ. Ok, đi. Rồi con cầm rổ đi, đi ra hái rau nè. Ông bà cô chú đi với Lít đi hái rau nha. Rồi đi hái ra. Đi. Come. Kìa trước mặt con kìa. Đó. Con đi hái đi. Nè, ở đây là cái bụi diếp cá. Diếp cá, dắp cá nhà của em Thư nè. Nó tươi tốt rồi nè, khủng khiếp năm nay. Đây là cái bụi rau diếp cá. Thơm không? Dạ. Dạ. Yes, đúng rồi. Đây đây mẹ cắt cho. Lít xích ra. Lít đứng xích ra đây nè. Lít đứng xích ra. Lít bóc đi. Lít cắt nè. Con cho chú xem. Rồi cắt đi. Yeah. Lít giỏi quá. Cái đồ cài của Lít đâu mất tiêu rồi. Đồ cài của Lít dục đâu rồi. Nè Lít tên nè. Nè nè cho thấp xuống nữa chút xíu nữa. Rồi đúng rồi. Thấp thấp vậy đó. Đúng rồi. Cắt. Ô. Cố lên. Trời ơi, cắt cái gì. Cắt cái gì mà có chút xíu vậy. Nè con để vô trong, đúng rồi, con để vô đó con cắt đi, đúng rồi. Rồi, mẹ cầm. U, giỏi quá. Rồi cắt ở đây nữa nè. Cắt, cắt vô đây. Ok. Cắt vô, cắt ở dưới đó, ừ, đúng rồi, cắt đi. Được không? Đúng rồi, giỏi. Rồi, lít lụm lên. Yeah. Lít cắt được nguyên một cái rổ rau quá chừng nhiều luôn rồi, ông bà cô chú anh chị ơi. Lít giỏi quá Lít. Mẹ cũng mới cắt tóc cho Lít luôn. Tắm rửa gội đầu xong rồi cắt tóc cho Lít luôn rồi. Được không? Thôi đủ rồi. Đủ rồi mình đi vô đi. Con đem vô cho ba coi con cắt. Con cắt được nhiều rau quá kìa. Dạ. Bro Alice. Giỏi quá. À, rồi, cầm cái rổ rau vô, đưa cái kéo đây cho mẹ đi. Đưa cái kéo cho mẹ. Cắt nữa hả? Cắt xong rồi lát hồi nữa con có ăn không?
rồi, ghiền cắt rồi. Ghiền cắt hơn là ghiền ăn rồi. Rồi rớt ra mất tiêu, không biết luôn. Thơm quá à, thơm hay là thúi? Con đem vô đưa cho ba đi, đem vô nhà đưa cho ba. Đưa cho ba làm đồ ăn. Ba đâu rồi? Ba đâu rồi Alice? Không biết kìa. Ba cắt xong cái rau rồi ba để cái miếng thịt ở đây luôn. Ba đi đâu mất tiêu rồi? À, chết oan cho anh mất cả nhà mình ơi. Cái miếng thịt đó là nó hơi bị nhiều, nó bự quá cho nên anh cắt ra cái miếng thịt khác anh đang luộc ở trong nồi đây nè. Rồi cái rau là anh đã rửa sạch rồi, anh để vậy đó, anh chưa xếp ra dĩa thôi. Nè cả nhà mình coi nè, anh chàng nhà mình nè, tao nói nấu đồ ăn ở trong kia chút xíu cái rồi chạy đi ra ngoài đây sơn tiếp cái hàng rào nữa. Bữa giờ mình tưởng đâu là sơn xong rồi, ai nhà đâu vẫn chưa xong. Ảnh sơn ảnh kỹ dữ lắm, ảnh sơn phải mấy lớp nước lần cào ra rồi sơn lót rồi sơn lại ít nhất là ba cái lớp sơn nữa. Nó đi ra ngoài đây đứng sơn cái hàng rào. Sao mẹ để mẹ vô mẹ nấu ăn, mẹ ngồi trên võng với con đâu có được, mẹ đang nấu ăn mà, con lên con tự con nằm võng đi. Trời ơi, con muốn nằm một mình hả? Con nói tiếng Việt Nam đi. Con không muốn nằm một mình, không muốn nằm một mình, một mình. Đúng rồi, không muốn nằm một mình. Ba vô rồi kìa, ba sơn xong rồi ba vô với con kìa. Ở ngoài kia là có rau diếp cá, còn cái này là quế hả, hay là é vậy đó, é Thái vậy. Bên đây nó kêu là Thai basilica của Thái nè. Xong rồi mình mua về cái mình trồng ở trong chậu á, cứ ăn là cứ cắt vậy nè, tưới nước thôi mà nó lên, nó ăn từ hồi bữa mà đầu hè lúc mà mùa xuân tới bây giờ luôn á. Mít làm nước mắm. Dạ, anh Mít anh sẽ làm nước mắm. Julia, con lấy đồ con cột cái tóc con lên, cái đầu con thấy ghê quá, ông mới gọi đầu xong cắt tóc vậy ghê quá. Và ho đi score. And half citron. Citron. À, chanh, à, nửa trái chanh ảnh đã dắt ra thành nước rồi. Ok, bây giờ anh sẽ cho cái đường vô, sóc kể rồi. À, cái đường là nhiêu đó là anh làm là khoảng 2 muỗng cơm đường á cả nhà mình. Sẽ làm nước chanh trước nè. Cái gì vậy Julia? Julia đi ngủ. À, ok. Rồi ở đây là có khoảng 3 muỗng canh nước. Tria khuya là bắt tỉnh quá. Rồi xong. Ở trong cái muỗng này là lúc nãy là anh có cái này là tỏi băm á cả nhà, khoảng hai cái tép tỏi băm thì anh sẽ cho vô đây, anh quậy lên trước, sẽ làm nước chanh tỏi trước. Do làm có mấy đứa nhỏ ăn nữa cho nên là nhà mình sẽ không có làm ớt ở trong đây á, sợ bỏ ớt vô là mấy đứa nhỏ không ăn được á. Tiếp theo đó đây là anh cho nước mắm á cả nhà. Hưu mong ngã skru hoi ý. Phen tổn. Trời ơi. Ở đó anh cho 15 cái muỗng nước mắm vô. Anh cho 2 muỗng trước vô rồi anh sẽ nếm lại sau. Ơi bây giờ khỏe quá cả nhà ơi. Bây giờ ngồi đây là chỉ việc làm cameraman thôi. Đó anh mới đang làm đi theo công thức của ông bà chỉ lại đó. Mì sợ. Ok. Anh nói là hơi lạc thì bây giờ cho thêm cái nước mắm vô nữa. Cái này là nhà dịch là làm theo cứ làm đại thôi nha cả nhà ơi, chứ không có công thức gì hết trơn, cứ làm đại thì anh em thấy miễn sao mà nó chua chua ngọt ngọt vừa ăn là được rồi. Rồi thử coi ngon không. Ok rồi phải không? Ok bây giờ nhập tiệc thôi. Mẹ mặc có chua hôm nay Julia đi chơi vui quá trời vui luôn rồi. Ủa ngày con cho quà sinh nhật của bạn á, rồi bạn có thích không? À. Hôm qua đi mua đồ sinh nhật tặng cho Sophia đi, Julia đi qua nhà bạn chơi nữa mà về cái bận quá cũng không có thời gian hỏi thăm nữa.
Béo gì đẹp. Nu ăn inte mycket cider så ni får dela på det. Lâu lắm rồi nhà dịch không có mà ngồi ăn đồ Việt Nam gì cả nữa mà. Đi đó. Trước khi đi về Việt Nam tới giờ đó cả nhà. Ngồi ăn với nhau vậy rồi xong rồi đi về lại bên Thị Điển bên đây đi chơi rồi mùa hè rồi này kia nó không có thời gian. Không có thời gian luôn á. Con biết cuốn không? Hả? Con có biết cuốn không hay là để mẹ mai cuốn cho con? Cuốn cho con. Cuốn cho con hả? Dạ, lấy xong xong hả? Nhi ăn cơm cho ông lâu. Ok. Sao lâu? Ali ơi cắt cho con. Ừ thì con lấy đi, con tự con lấy đi. Con lấy cái nĩa ra. Lấy cái nĩa, lấy hai cái nĩa ra. Hai cái nĩa. Ừ. Con lấy thay. Cái nĩa. Ska hon inte äta rullar alls? Hon kan ha det i skål om ni vill. I hennes skål. Vad menar du? Ska jag göra rullar? Ska hon ha en gurka här? Vill du inte ha gurka? Nej. Okej då. Ta bort den. Jag måste fixa att jag är lite grann. Okej. Mamma, jag vill ha sås på det. Ja. Har vi ingen, ska man inte ha sån där bönsås? Bönsås? Ja, men vi har ingen bönsås. Con không thích ăn mỡ hả? Đưa cho mẹ mượn cái đĩa. Đưa cái đũa qua lấy đây coi chừng, lấy đừng có chọc cái trong cái mặt. À dạ dạ. Lấy, đưa cái đũa của con đây. Lấy. Ôi giời ơi, tụi con lấy nhiều quá tụi con không có cuốn lại được đâu. Julia lấy nhiều bún mà không có cuốn được nhiều. Cười cho. Mà lấy thịt cho Liết nha. Không. Ba đi ăn chỗ lên đâu không? Lâu lắm rồi Liết nó không có ăn cái gỏi cuốn này, không biết Liết còn biết ăn không ta? Mamma, ja. Kan du hjälpa mig att rulla? Det känns som den här maten är en del av en tallriken. För den sitter i... Kan du ge det här med? Den sitter fast. Så det var då? Skål. Den sitter fast. Man kan inte se den. Lúc nãy là trước khi ăn là mình tính cuốn sẵn cái gỏi cuốn rồi cho mấy đứa nhỏ nó ăn cho nhanh á, mà bà dịch con không có chịu, mấy đứa nhỏ muốn là tự tay gấp mấy cái đồ ăn rồi tự cuốn sao. Hồi trước đây á là mình cuốn sẵn như vậy đó mà không có đứa nào chịu ăn hết trơn á, tại vì mấy đứa nhỏ không có biết được ở trong cái gỏi cuốn có cái gì vậy. Sau đó là mình cho mấy đứa nhỏ tự ăn luôn, cái kiểu mà con vừa chơi vừa khám phá đồ ăn rồi tự giống như là giỏi á, tự cuốn được cái đồ ăn của mình rồi đó, cho nên mấy đứa nhỏ sau này á ăn giỏi và ăn ngoan lắm. Cái bánh tráng Mỹ Tho, bánh tráng ba cây tre đó nó dễ lắm mà nó rất là ngon. Mẹ cuốn cũng xấu quá à. Nè, con bỏ cái nước chấm vô trong cái chén đó cho con. Bỏ cái nước chấm vô, con phải chấm cho nó ngon. Không có gì đâu. Anna so smarty nhìn thiên. Dạ, so. Cái kia smarty. Con chấm vô, con phải chấm cho nước chấm. Very smart. Okay, Julia nó không có biết ăn nước mắm. Sao Julia dở dữ vậy Julia? Mình đi Vietnamese chơi á. Ngon không? Ủa đó không lít khoái rồi kìa. Thật ra là Julia biết ăn nước mắm nha ông bà cô chú anh chị ơi. Cái nước mắm mà bỏ vô trong cái đồ ăn như kho cá, kho thịt rồi đó thì Julia ăn được và Julia rất thích chan vô cơm ăn luôn. Nhưng mà cái kiểu mà nước mắm sống mà chấm như thế này nè, có tỏi vô á thì Julia lại không có ăn được, không biết ăn, kiểu nó bị hăng quá. Nhưng mà thật ra là em Thư cũng vậy luôn á, cũng không có thích hồi lúc còn nhỏ đó nha. Với lại cái lúc ở Việt Nam á là không có thích ăn gỏi cuốn nè, không có thích ăn cái gì mà chấm vô trong mấy cái nước mắm như vậy á. Ăn đồ cũng ít khi nào mà chấm vô nước mắm sống lắm. Ngon không?
Ngon không bà ba? Ngon. Ngon. Sốt cái luôn bữa này, bữa sốt thế nào? Bữa sốt. Anh có cảm ảnh thèm cái nước sốt mà là cái gì? Đậu tương đen á cả nhà. Chưa đến giờ chưa ăn. Nhưng mà hết rồi, nhà hết cái tương đen rồi, cho nên ăn nước mắm đỡ đi nhé. Tới con phu đưa bên xuống. Anh mới thích cái nước mắm tương đen lắm. Đây, nửa cái bánh tráng mà cuốn thành cái vỏ cuốn thần thánh. Ôi, sao vậy? Dạ, sao xem đi hả? Thứ hai mới chịu đi học. Con nhai cẩn thận vô. Họ không có dám cho mấy bạn nhỏ ăn ớt, cho nên nó phải cắt ớt riêng vô trong cái này nè, chén của mình thôi. Lít khoái quá rồi, lít không biết cuốn mà bây giờ lít bỏ trong cái chén lít ăn như vậy. Lít biết món này tên là cái gì không? Gọi đó. Gọi đó. Gọi cuốn. Lít ăn thành bún luôn rồi. Mời cả nhà. Trước đây á, mỗi lần mà anh Mít ảnh thèm ăn đồ Việt Nam là ảnh kêu em ơi anh thèm ăn này, anh thèm ăn cái kia, em nấu cho anh ăn đi. Nấu nhiều quá rồi cái bây giờ là em Thư dạy cho anh Mít làm luôn, chỉ cho ảnh cái cách làm, sau đó cho ảnh tự làm để anh biết cách ảnh làm á. Cho nên dạo này anh cũng nấu được đồ Việt Nam rồi. Thì đúng rồi, phải học hỏi chứ. Em Thư nấu được đồ Tây cho anh ăn nè, thì bây giờ anh cũng phải nấu đồ Việt Nam lại cho em ăn nữa, vậy cho nó đều. Cái rau diếp cá ở nhà mình nó cái mùi nó nồng hơn nhiều so với cái rau cá mua ngoài, thì nó già đó. Còn diếp cá ở ngoài kiểu nó non, nó có mùi nhiều mà. Một, hai, ba, yo. Mama. Mama, yeah. Mày bỏ cái bún thịt với lại tôm ha. Bún thịt tôm. Cho đi bò đó nhỉ. Cái sẽ có lý cái bên chắc. Bún giá ụp tôm giá ụp. Bún giá. Bún rồi ta. Nó bún rồi. Cứ cái bò đó. Burrata. Goodie. Con lấy nước tương không? Con chấm nước tương không? Soya. Và nước. Cái soya. Chấm không? Julia mê nước tương vậy đó. Lấy cái nước tương ra đi chấm đi, chứ con ăn cái này nó lặn nhất à. Chị hai, Sophia làm thêm cuốn nữa nha. Nãy giờ quăng mấy cuốn rồi, quăng mày nghe coi. Quăng hai cuốn. Nhưng mà con phải ăn thêm cuốn nữa. Quăng cuốn. Mẹ cuốn xấu quá. Này con đổ vào trong cái dĩa của con đi. Đổ chút xíu vào trong cái dĩa của con. Em biết kìa. Sophia giỏi.
Không ngờ là Sophia ăn được rau diếp cá luôn á cả nhà mình. Cái rau diếp cá ở nhà mình trồng á nó hơi già đó. Với lại cái lá nó to quá cho nên nó hơi nặng mùi chút xíu. Anh Mít ảnh mới nói là nãy anh ăn một cái cuốn gỏi vậy, anh gói chừng ba cái lá thôi là anh đã thấy rất là nặng mùi rồi. Mà Sophia chơi một đống toàn là xà lách với lại rau diếp cá không mà cuốn vô quá chừng giỏi luôn. Cái gỏi cuốn hôm nay ăn ngon quá luôn cả nhà ơi. Thật ra là em Thương không có thích ăn gỏi cuốn đâu. Lâu lâu anh mất ảnh thèm thì ăn chung cho vui vậy thôi. Chứ mình tại vì giống như nãy mình nói, không có thích cái gì mà cuốn cuốn chấm chấm á. Mà hôm nay có người làm sẵn cho ăn rồi, ngon quá trời ngon luôn. Không biết ở đây có ai giống như em Thương không ta. Thường á cái gì mình tự làm mà mình ăn á thấy không có ngon bằng ai làm đó mời mình ăn. Người ta làm sẵn rồi, người ta mời mình ăn, ăn cái gì cũng thấy ngon hết trơn á. Giờ hai cha con đi ra chơi đá banh rồi kìa. Chị hai, chị ba qua hàng xóm chơi rồi. Bạn hàng xóm, cái chị hàng xóm á, chị chạy qua chị kiếm mà. Giờ ngày nào chị cũng qua, chị cũng kiếm hai bạn nhỏ bên này chơi hết á. Lít mê đá banh lắm, miếng mốt Lít có làm tuyển cầu thủ nữ đá banh của Thị Điển không ta? Anh mới đánh đòi đăng ký đi học đá banh cho Alip nè. Mấy chị thì học bóng ném rồi, sẽ đăng ký học đá banh cho Alip. Đi ngủ chứ bà bắt tôi ngủ ngon. Alip giờ đi ngủ rồi không bà cô chú anh chị ơi, chơi từ sáng tới giờ. Bye bye, Lít sao? Bye bye. Ôi, bye bye mà. Nó bye cục. Bye. Nó cục vậy đó hả? Mẹ đẹp không? Mẹ đẹp không? Con vẽ cho mẹ thấy gì mà đẹp không? Con vẽ cái này là cái gì vậy? Con cáo hả? Con cáo mà cái mặt của nó đâu mất tiêu rồi. À ha. Ok, con con muốn làm con mèo. Con tập nói tiếng Việt Nam thử coi. Con muốn làm con mèo. Cài tóc hả? À đúng rồi đó, con tập con phải nói như vậy. Thôi giờ con đi ngủ đi rồi mai con làm tiếp nha. Còn mấy bà ông bà cô chú đi, Julia đâu rồi? Julia đi qua đây. À, ngày mai Julia được giấy kêu nhập học nhảy rồi đó ông bà cô chú anh chị ơi. Đăng ký một năm mấy nay bây giờ mới có lớp, mới có chỗ để đi học nhảy. Ngày mai đi học nhảy Julia khoái dữ lắm luôn nè. Bây giờ mình đi ngủ để mình lấy sức ngày mai mình đi. Nhảy. Ok. Nhảy. Thôi con bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú đi. Nhập lại clip sau. Bye bye. Bye bye. Ngày mai. Chúc ông gì? Chúc ông bà cô chú sao? Chúc ông bà cô chú ngày mai. Chúc ông bà cô chú ngủ vậy. Chúc ông bà cô chú ngon. Hẹn gặp lại clip sau. Bye bye.